Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Các loại thực phẩm béo nhưng có lợi cho sức khỏe cá hồi, cá thu, hàu, tôm, rong biển chứa axit béo omega 3 tốt cho cả thể chất và tinh thần của con người. Omega 3 là axit béo gồm ALA, EPA và DHA thiết yếu với con người. ALA có trong dầu thực vật còn DHA và EPA có trong cá, nhuyễn thể và tảo cơ thể có thể chuyển đổi ALA thành EPA và DHA, nhưng tỷ lệ chuyển đổi dưới 15%. Tác dụng của omega 3 Axit béo omega 3 cần thiết cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Lợi ích sức khỏe thể chất Omega 3 là thành phần không thể thiếu của tế bào, giúp tế bào hoạt động hiệu quả. Loại axit béo này còn hỗ trợ hình thành eicosanoid đóng vai trò quan trọng với hệ tim mạch, phổi, miễn dịch, nội tiết. Lợi ích sức khỏe tâm thần theo đánh giá năm 2020, omega 3 tốt cho sự phát triển hoạt động của não. Chất béo không bão hòa đa, bao gồm omega 3 và omega 6, chiếm 20% trọng lượng của não. Sự thiếu hụt omega 3 liên quan đến tăng nguy cơ phát triển một loạt các bất ổn tâm thần bao gồm trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và rối loạn tăng động. Một số loại thực phẩm cung cấp nhiều omega 3. Cá thu, trong 85g cá thu có 0,59g DHA, 0,43g EPA. Ngoài ra, cá thu rất giàu selen và vitamin B12. Cá hồi, đây là loại cá phổ biến và giàu dinh dưỡng. Hàm lượng chất béo của cá hồi nuôi và ngoài tự nhiên có thể khác nhau. Theo Medical News Today, trong 85 gram cá có khoảng 1,2 g DHA, âm 0 cộng EPA. Cá hồi chứa hàm lượng cao protein, magi, kali, selen và vitamin B. Hầu, không giống như nhiều hải sản khác, hầu chứa cả ba loại omega 3 chính. 85 g hàu có 0,14 g ala, 0,23 g DHA và 0,3 g EPA. Hầu giàu kẽm và vitamin B12. Tôm, trong 85 g tôm có 0,12 g DHA, DHA, 0,12 g EPA. Tôm giàu protein và kali. Rong biển và tảo, đây là nguồn cung cấp omega 3 quan trọng cho những người ăn chay do chứa cả DHA và EPA. Rong biển giàu protein và có thể sử dụng để điều trị đái tháo đường chống oxy hóa và hạ huyết áp. Hạt chia, đây là nguồn cung cấp axit béo omega 3 ala có nguồn gốc thực vật tuyệt vời. Trong 85 g hạt chia có tới 5 giờ ala, loại hạt này cũng có nhiều chất xơ và protein. Hạt chia có thể cho vào salad, sinh tố hoặc trộn với sữa hoặc sữa chua. Quả óc chó, loại quả này là nguồn cung cấp chất béo có lợi cho sức khỏe, bao gồm axit béo ala. Mọi người có thể thưởng thức quả óc chó riêng lẻ, cho vào sữa chua, salad hoặc món nấu chín. Những người không nhận đủ omega 3 từ chế độ ăn uống hoặc bị viêm nặng có thể sử dụng các loại bổ sung như dầu cá, dầu gan cá tuyết, dầu nhuyễn thể, dầu tảo, chất bổ sung ala. À Anh web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.